coi bầy chim kìa, phải chi mình cũng được bay như chim ha. Thì bạn đi máy bay là bay được thôi. Thôi, mình muốn có đôi cánh kìa, bay vạch vạch như chim vậy á. Chứ đi máy bay thì nói làm gì nữa. Chim là chim, người là người, chứ làm sao người bay được như chim chứ. Đúng rồi đó. Vạch vạch vạch, vạch 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 vạch. Ý, có ông cú kìa. Chào cậu bé, ta nghe nói cháu muốn có một đôi cánh đúng không? Dạ dạ đúng rồi, cháu muốn có một đôi cánh để có thể bay như là chim trên trời vậy á. Vậy cháu có gì để đổi lấy đôi cánh nè? Cháu chỉ có nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây cũng đủ rồi. Bụng bự, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Mình chưa từng thấy ai bán đôi cánh bao giờ. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất để mình được bay á. Dạ, con đồng ý lấy đôi cánh. Ý, được rồi nè, tính quá à. Ông biến mất tiêu rồi. Sao thấy khả nghi quá à. Mấy bạn tránh ra đi, để bụng bự bay thử nè. Phách, phách, phách. Vui quá à. Ý, mình bay được rồi nè, mình bay được rồi. Vô. Bụng bự bay được thiệt rồi kìa. Yeah, vui quá à. Bay được như chim luôn. Phách, phách, phách. Vui quá. Quá đã luôn, đôi cánh của tự do. Ui, đau quá à. Ui trời, sao nó rớt ra mất tiêu rồi. Sản xuất tại hành tinh Cà Tư. Rồi, xong. Bụng bự mua phải hàng dởm rồi. Hồi nãy mình đã nghi nghi rồi mà. Biết vậy mình đã nghe lời đốm rồi. Đúng là không nên mua đồ không rõ nguồn gốc. Mà tốt nhất là sau này mình nên hỏi ý kiến người lớn trước khi mua gì đó. Không thôi lại tốn nguyên cái ống heo mà chả được gì. Đừng có quên là coi nhà sản xuất, hạn sử dụng nữa nha. Thôi đừng buồn, lát nữa mong sẽ hết đau liền thôi. Xin chào ngày mới. Dậy đi con. Con mới đi học mà mẹ. Cho con ngủ xíu nữa đi. Không, dậy làm bài đi. Trưa còn đi học nữa. Mẹ có để đồ ăn sáng ở dưới đó. Ăn nhanh rồi học bài đi. Mẹ đi chợ đó. Dạ. Chán ghê. Mới sáng sớm mới dậy rồi. Ước gì lúc này còn được nằm trên giường. Hình như cây đũa này có phép. Em đồ ăn sáng lên đây. Dậy dậy, lại gõ đôi đũa. Đồ ăn sáng bay tới trước mặt mình luôn. Đây chắc chắn là đôi đũa phép thuật. Ghê quá vậy. Giống như cây đũa của mấy bà phù thủy hả đốm? Tất nhiên là hơn luôn rồi. Phù thủy chỉ có một chiếc đũa, mình có cả đôi. Ghê. Nhưng mà bạn làm bài buổi trưa đi học chưa đó? Chuyện nhỏ thôi. Đốm đốm, làm giùm mình nữa. Chuyện nhỏ. Như vậy có tính là ăn gian không đó? Ơi, mẹ lo gì? Bây giờ thì cùng nhau đi học nha. Ê, đi học kiểu này thích quá rồi đó. Ừ, mai mốt đi nữa đi. Tới giờ học rồi, mấy em vào chỗ lấy tập ra cho cô kiểm tra bài nè.
Đốm, bụng bự, trả lời cho cô biết, làm sao các em làm được bài tập toán tập 2 mà bây giờ mới có học kỳ 1? Lên đây giảng lại cho cô xem. Khai thiệt đi, mấy em nhờ ai làm giùm mà làm lộn tập vậy phải không? Dạ, tại em nhờ đôi đũa phép này làm giùm. Đũa phép hả? Các em phải tự thân mình làm thì mới học được kiến thức trong bài học chứ. Đây là tội không trung thực, gian dối trong học tập. Một lát cô sẽ gọi phụ huynh hai em lên. Đáng đời, ai bảo ăn gian. Sao bạn ngốc quá vậy? Kệ bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền, làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi, mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chiều, mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít ướt như bạn đâu. Bạn nói em mít ướt hả? Còn gì nữa, vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm. Cứu tôi với, cứu. Hình như là tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi mà còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Cố lên mấy nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán ăn bánh mì, xong rồi bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon. Mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng, mình cũng đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn cứ ăn một mình đi. Dạ.
cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chú với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi. Bên kia cây cầu. Ơ? Kia rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Đúng, con đi học về thì phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah, hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Ngon thật đúng mà. Hết rồi con ơi, để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp mà muốn xỉu luôn. Đớm ơi Đớm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa, không đi được đâu. Chán quá vợ. Mình cũng chán vậy. Phải chi mình được sống sướng như tiên ha. Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi đó mời. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn thật nhiều đồ mình thích, được làm bất cứ thứ gì muốn làm, không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đớm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm, hỡi cái đũa thần, ta muốn sướng như tiên. Đớm ơi, lấy củi vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa. Ê Đớm, nó khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củi vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiên thôi. Tất cả là do cái đũa thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ,
thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba, không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mà sẽ không bao giờ muốn xuống với Tiên nữa đâu. Ông Tiên ơi, cứu con với. Ma sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc vô đây thôi, chứ ta hút nhựa cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muốn cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn được như ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Trời ơi, trời ơi, đây một người đàn kia. Ở khu rừng này đi không? À, được rồi, ta đi bà. Tối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt hay còn có thể. Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết đó. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá à. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Bạn nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không?
còn nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi. Hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn gì cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi đớm. Mình không nên phát lái với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Bụng bự, nhanh lên. Sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, An tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đớp, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó. Vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Thôi chết, đáp bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng được sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đớm, 9 điểm. Đớm, tập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? À. Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đớm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Ủa, chuyện hết rồi, đớm quăng cho mình quyển khác đi. Ê, bạn có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hình như là có mùi gì khét khét á. Mình đâu có nghe mùi gì lạ đâu, mũi mình thính lắm. Có mùi đồ ăn khét á là mình nghe được à. Ê, hình như tao nói đúng đó, mình ngửi thấy mùi khói. Ôi trời ơi, người ta hay ăn thịt xông khói buổi chiều chứ có ăn buổi trưa đâu mà sợ mất phần. Mọi thứ trên đời này đều được bạn quy ra đồ ăn hết hả bụng bự? Nếu mà mấy bạn không tin á thì mấy bạn đi kiểm tra thử đi. Mình á thì chỉ tin vào cái mũi của mình thôi. Thôi, mình đi kiểm tra mùi khói phát ra từ đâu đi tay to. Kệ bụng bự đi. Ở dưới đây mùi khói rõ lắm nè. Thôi nguy rồi, hình như có cháy trong phòng bếp.
khói nhiều quá à. Bỏ dưới sàn vậy nào thì đỡ với ít khói. Trời ơi, cháy hết rồi. Cháy lớn quá. Bạn thác thân đi rồi gọi cứu hỏa tới. Dạ. Alo, alo. Nhà con, nhà con bị Bình tĩnh đi đốm. Thưa chú cứu hỏa, nhà con bị cháy. Địa chỉ nhà con ở số 6. Trời ơi, cháy rồi. Đốm ơi, cứu mình với. Bạn lấy khăn ướt bịt kẽ hở của cửa lại. Lấy khăn ướt che miệng, che mũi, cúi thấp người. Cố gắng không hít khói. Cố lên, mấy chú cứu hỏa sắp tới rồi đó. Cúi thấp người xuống, chặn khăn ướt ở mép cửa. Lấy khăn ướt che miệng, che mũi. Tuy chỉ là một đám cháy nhỏ, nhưng mà mấy đứa đã rất can đảm. Khi nghi ngờ hỏa hoạn xảy ra, điều đầu tiên kiểm tra xung quanh. Nếu có cháy thì cúi thấp người, bịt khăn ướt để không hít phải khói độc. Cuối cùng là thoát thân và gọi cứu hỏa 114. Đừng quên gọi điện cho bố mẹ nữa nha. Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên không ai được lơ là, nhớ chưa? Dạ, nhớ ạ. Tụi con cảm ơn chú nhiều ạ. Để xem, mày chạy đi đâu được nữa. Dám ăn trộm đồ ăn của tao hả? Đồ ăn cắp xấu xa. Ta mà bắt được, kỳ này mi sẽ thành chuột quay chảo, bánh bao xá xíu luôn. Yeah. Ủa? Đâu rồi? Kỳ vậy ta? Nó trốn đi đâu vậy? Hả? Mình không tin nó trốn mất hay như vậy. Cứu tôi với, cứu tôi với. Chuột nhất đòi ăn thịt tôi. Cứu tôi với. Là bé tí hơn kìa. Chà chà chà, dễ thương quá. Lại đây với bụng bự đi nào. Ngươi yên tâm, có ta thì chuột nhắt sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Ôi, may quá, cứu tinh của ta đây rồi. Đúng vậy, có ta, không có con chuột là sẽ dám bắt ngươi đâu. Vậy ta có thể về nhà hai cậu ở được không? Tất nhiên là được. Vậy là từ đây ta không phải trú chui trú nhủi cái con chuột nhắt đáng ghét kia nữa. Ta sẽ được tự do. La la, yeah yeah. Tí hơn phải thuộc về mình. Ủa, cái này ngộ mà nha. Tự nhiên sao lại là của đốm chứ? Thì ai bắt được trước là của người đó. Đốm vô lý, là của mình mới đúng. Là của mình. Của mình. Của mình. Của mình mà. Của mình. Thôi đi nào. Hai người cứ như thể ta là của hai người vậy. Vậy chứ, tế hậu muốn vậy. Bị giành giật như vậy, thà ta về rừng cho chuột nhắt ăn thịt còn sướng hơn. Chứ hai người giành qua giành lại một hồi, ta sức tay gãy gọng mất. Tại bụng bự giành giật, mà giờ tí hậu đi mất rồi đó. Tại đốm giành trước chú bộ. Tại bụng bự đó. Tại đốm đó. Tại đốm bự mà. Bụng bự mà. Vậy mà nói là bạn tốt. Thấy cái gì lạ là tranh giành với nhau. Nhường nhịn một chút là ta đã về nhà hai cậu chơi rồi. Mà thôi, phiêu bạc có chết gì chuột nhắt ăn thịt cũng vui hơn. Nhờ tí hon mà mình hiểu ra bạn bè phải biết nhường nhịn phải không bụng bự. À, à.
thoải mái như vậy, tắm nắng là đã nhất. Hey, chuẩn không cần chỉnh. Mấy bạn có nghe mùi gì khác khác không? Ê, nhìn mấy bụng bự kìa. Ôi da, khét rồi. Ê ơi. Dạ. Vị ngon trên từng ngón tay. Bạn không sợ đau bụng hả? Trời ơi, có ăn là được rồi. Mẹ mình nói hồi xưa không có bánh này ăn đâu, nên giờ có ăn thì không được bỏ sót miếng nào hết. Nhưng mà cũng là có cần mất hệ sinh như vậy chứ. Mấy bạn cứ chơi ổng treo, có cái gì mà ăn được á là mình quất hết á. Ôi da. Vừa nói là có đồ ăn liền nè. Ê, hình như trứng nó không ăn được đâu. Mất gì không ăn được chứ. Lỡ trái trứng này có con chim non ở trong đó thì sao? Thì mình làm hột vịt lộn. Ý lộn, hột chim lộn, ăn cũng ngon mà. Eo ơi, bộ cái gì bạn cũng ăn được hả? Thiệt là ác độc. Bạn có thể gọi mình là giả thì nhẫn tâm cũng được. Nhưng mà lâu lâu có đồ miễn phí, không ăn tiếc lắm. Không được, đúng thế sao? Thiệt ra thì mình cũng có không có cái... À, mình có cách rồi. Khi mình soi trứng trước đèn sáng như vậy thì sẽ thấy được ở bên trong. À, có một bé chim non trong quả trứng kìa. Ha, à, mình còn có thể nghe được nhịp tim nữa đó. Ồ. Chào các cháu. Có phải các cháu vô tình giữ quả trứng của cô không? Dạ. Có phải là quả trứng màu xanh không cô? À, đúng rồi. Đúng là nó rồi. Cảm ơn các cháu nha. Nè cô. Dạ, không có gì đâu cô. Thiệt xấu hổ quá. Lúc nãy do tham ăn, nếu mấy bạn mà không cản lại thì cháu đã chiên mất quả trứng rồi. Cháu nhận ra khuyết điểm của mình là tốt rồi. Sau này trước khi ăn cái gì các cháu cũng phải biết xin phép nha. Dạ, tụi con biết, biết rồi. Đớm mà, không xem tivi nữa con. Tới giờ con đi học bài rồi, lên học bài nhanh đi. Thôi mà mẹ, mẹ cho con xem tí nữa đi. Đang lúc hấp dẫn mà. Mẹ đã nói không là không, học bài hay là ăn roi. Nhưng mà mẹ... Rồi sao, bây giờ con cãi lời mẹ đúng không? Thôi được rồi, để con tắt tivi. Ây chà, mấy hành tinh khác xả bụi làm ô nhiễm vũ trụ quá. Xử lý mệt muốn đứt hơi luôn à. Con chào ba mới đi làm về. Tình hình ô nhiễm nặng quá hả ba? Hèn chi, mấy hôm nay tivi nhiễu sóng hoài à. Đúng rồi đó con trai. Thôi anh tắm rửa, nghỉ một chút rồi xuống ăn cơm nè. Cũng tại ô nhiễm mà rau rất khó trồng. Hôm nay em mua được có chút xíu thôi, còn con nữa đớm. Mẹ nói con lên học bài mà, để cho ba tắm rửa nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Làm con nít chán thiệt á. Lúc nào cũng phải nghe lời người lớn, không nghe thì bị đánh. Đúng là chán thiệt. Làm người lớn không phải đi học, muốn làm gì thì làm, đúng là sướng ghê. Ôi, mệt quá đi mất. Một ngày làm việc đúng là căng thẳng mà. Anh mới đi làm về hả? Giày của em bị hư đế rồi. Tối nay em có hẹn khiêu vũ, sửa giúp em nha. Giờ mình phải sửa làm sao đây ta? À, hay là mình làm gãy luôn cái gót còn lại, như vậy thì đi sẽ không bị ngã nữa. Mình đúng là quá thông minh, thông minh quá mức. Hả? Anh giúp em gắn chân bàn này lại nha, nó vừa bị gãy sáng nay. Mình có bao giờ làm mấy cái này đâu mà biết. Giờ mình phải làm sao đây ta? Giờ phải làm sao đây? À, có cách.
Ui da, trời, đau quá. Thôi, làm người lớn đúng là khổ mà. Dạ mẹ, con sẽ đi học bài liền đây. Ba đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nha ba. Ba vất vả quá, con thương ba lắm luôn. La 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 la. Tay to, tay to. Bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý. Đụng mình, còn đổi thừa nữa. Đồ chơi trẻ. Bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh. Mình mà sợ bạn hả? Đánh đi, đánh đi. Đốm nhà mình mà sợ bạn hả? Ha, mấy bạn thôi đi. Đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tận cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi, mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường, mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn, mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thù đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi. Cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa. Đánh nhiệt tình vào. Dục, đánh trước. Mệt quá. Mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đôi mắt mắc cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao cát. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi, què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa. Để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Tào lao quá. Đưa đây để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi coi chừng. Rồi, tay tao bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để hả? Không được. Không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương. Dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nó đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút
để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo chỗ đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn nó phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi. Mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không có sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Ý, anh Đốm kìa, anh bụng bự. Anh cưỡi cái gì mà hay quá vậy? Đốm, Đốm, bọn mình ở đây nè. Chào, thấy mình có ai không? Ôi, bong bóng đẹp quá à, mà cứng khủng khiếp. Ở đâu anh có vậy anh Đốm? Đó là chiến lợi phẩm của mình và ba mình thu được ở vùng đất bong bóng hôm trước đó. Vùng đất bong bóng? Đúng vậy, nơi đó có rất nhiều bong bóng và có cả một cỗ máy để tạo nên bong bóng luôn. Hay anh dẫn em đến đó lấy một cái và cưỡi giống như anh đi. Mình cũng một cái nữa. Đi thì đi, mỗi người một cái chơi sẽ vui hơn. À, phải nhanh lên đó mời, nếu không bong bóng sẽ bể đó. Ai bị bụng bự nặng quá làm chi? Tới nơi rồi nè, chui qua lỗ đen này, chúng ta sẽ đến được vùng đất bong bóng. Ôi vui quá, đẹp quá chừng. Ủa sao nó bể hết vậy Đốm? Phải tìm cái giống màu sắc của mình thì mới cưỡi được. Vậy hả? Hèn chi. Bò vàng đằng trước kìa. À đúng rồi, hay quá. Đã quá à. Có bong bóng để cưỡi rồi. Mình về thôi Đốm. Ừ, mình về thôi. Bạn nhóc này tự ý lấy bong bóng của ta, không biết xin một tiếng. Ta phải cho các người một bài học mới được. Ui da. Tiêu cái mặt đẹp trai của mình rồi. Đau quá mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con trai tôi, sao vậy nè? Chuyện gì vậy Đốm? Thì ra tụi con đi trộm, thiệt là quá đáng mà. Vậy thì cái u này đáng lắm, u thêm vài cái nữa cho con mới tởn. Bây giờ các con biết lỗi chưa hả? Dạ tụi con hối hận lắm rồi ạ. Mai mốt con không dám lấy đồ của ai mà không có xin phép đâu. Con cũng vậy, con sợ lắm rồi, mẹ cứu con với. Còn con, cũng con bày đầu không à, phạt con nhiều nhất đó. Lần này chết chắc rồi. Wow, sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Ba ở ngoài chờ, mấy đứa chờ nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Thành được người tuyết rồi, bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình, nên bỏ luôn rồi.
Tại mình không thích đắp thôi. Chứ muốn mình làm được cái ao xuống liền à. Được không đó? Gần tới giờ ba đốm rước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ. Coi mình nè. Xong phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có 3 cục tuyết. Bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong 2 cái tay. Người tuyết của mình, mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Đắp người tuyết mà cẩu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười. Cô có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. La 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 la. Để xem mày có bị thoát được tao không. Ui. Tập trung chúng ta hả? Giúp đây. Ui. Ui. Đất gì ta? Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. Mày cho mày đi nhé. Con có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi, nó không trái đất thì nổ tung á. Bây giờ con hãy nói cho bà biết tại sao con lại được theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa. Con hứa, con hứa. Mùa này mẹ mình nói mua không có đâu.
mấy bạn nghe tin gì chưa? Có người tìm ra vị trí của tổ ong khổng lồ rồi đó. Tổ ong khổng lồ? Là nơi có loài tổ ong khổng lồ hả? Đừng nói là bạn tính lại đó chơi nha. Bộ ông sợ ông chích hả? Hôm bữa bị ông bình thường chích là nát cái mông rồi, bây giờ ông khổng lồ chích một cái chắc bị xịt mỡ luôn á. Nhưng mà ở đó sẽ có những bánh mật ong khổng lồ luôn, có khi mình còn được bơi trong mật ong nữa chứ. Được đó, hai đứa mình đi đi. Ê, đừng có đi, nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lát về bọn mình chia cho một tí, mình đã có cách lọt vào tổ ong mà không bị phát hiện. Cái căn tàn hình của ba bạn lợi hại quá à. Chứ sao nữa, phát minh mới của ba mình đó. Thôi, tìm mật ong lẹ rồi rút đi. Đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn ông phát hiện. Đi rồi, xông lên. Thôi tiêu rồi. Dám lẻn vào đây để lấy mật ong hả? Dám gan lắm. Vào nhà người khác không xin phép, có gì chăn chối nữa không? Mai mốt con không dám lẻn vào nhà người khác nữa đâu. Lấy được nhà người khác lấy đồ là ăn trộm, xấu lắm. Thôi con chờ rồi, sao không có nữa đâu. Có chưa thật không? Dạ chưa rồi, chưa rồi. Tôi cảm ơn chị đã dạy cho tụi nhỏ một bài học ha. Không có gì, giáo dục các em là điều nên làm mà. Thì ra là như vậy. Chúng ta chuẩn bị chiến thôi. Ngon quá, tuyệt cú mèo luôn. Cái này bữa nay thế nào bụng bự cũng chén sạch cho mà coi. Các bạn ăn đi, bụng bự không ăn được đâu. Con sao vậy bụng bự? Cái răng của con nó... Con ăn kẹo bị sâu ăn nên dứt rồi chứ gì? Dạ không có phải, cái răng của con nó bị lung lay rồi, sắp gãy rồi. Thì ra là vậy, chỉ là thay răng thôi, lung lay thì nhổ, sẽ một cái khác thôi mà con. Vậy hả mẹ? Vậy chúng ta đi gặp bác sĩ thôi. Giờ bác tìm thuốc tê rồi nhổ cái răng lung lay cho con. Nếu bạn sợ bác sĩ thì tụi mình sẽ giúp bạn nhổ răng. Được không? Răng mình lung lay, mình tự nhổ không thôi. Bằng cách nào? Mình sợ lắm. Mình có cách. Xong, bây giờ chỉ còn xe chạy là sẽ nhổ được chiếc răng lung lay thôi. Mình sợ quá à. Bạn đừng sợ, có mình đây. Con bó tay với bụng bự rồi. Bà có cách nào giúp bạn ấy không? Con trai gì mà còn nhát hơn con gái nữa. Giờ con mở miệng ra coi, để bác coi coi nó như thế nào ha. Trời ơi, đơn giản thôi mà, không cần phải nhổ đâu con. Thật hả bác? Mà con mở miệng ra, nhắm mắt lại nghe. Bác kiểm tra lại coi khi nào mới nhổ được ta. Dạ được. Ui, cái gì vậy? Là cái răng của con mà. Bác nhổ rồi hả? Thấy chưa? Nhổ mà bạn còn không biết nữa. Nhổ răng đơn giản lắm, đâu có đau đâu. À ha, vậy mà mình cứ sợ. Đúng vậy đó các con, răng sữa của các con khi lung lay chín mùi thì
cần phải nhổ đi cho răng mới nó mọc lên. Nhổ rất là đơn giản, cho nên các con đừng có sợ mà giấu. Mai mốt răng thay thế không có chỗ mọc, nó sẽ mọc lệch, cậu thấy xấu lắm đó. Vậy mai mốt mình không sợ nhổ răng sữa nữa ha. Vậy là hết lo, không ăn được nữa phải không? Tất nhiên rồi, mình phải ăn bù mấy ngày hôm nay mới được. Nè, mình mới tìm được trong kho của ba mình đó. Đẹp ghê ha, nhưng mà bạn có biết chừa ông đó không? Biết, nhưng mà chụp thử thì biết à. Hoàn tất, bây giờ hãy coi bông bự ta đây. Hay quá. Chuyện nhỏ thôi. Bạn tập tới đâu rồi hả Đơm? Đang cố gắng. Mình sẽ tập được cho các bạn coi. Thôi, khó quá thì bỏ đi. Qua đây, mình cho mượn dáng trượt nè. Dễ trượt hơn, mà không sợ bị té nữa. Mình sẽ tập tới khi nào được mới thôi. Mà chắc tại mấy cái đồ bảo hộ này nè vướng víu quá, nên là mất thăng bằng đó. Đó, bây giờ nhẹ nhàng hơn rồi nè. Đó, đó, thấy chưa? Mình chưa được rồi nè. Nhưng mà nếu không có đồ bảo hộ thì nguy hiểm lắm đó. Trời ơi, cứ kéo lo, mình chạy được mà. Ê Đơn, đùa không? Đùa thì đùa, sợ gì? Nhưng mà bạn chấp mình đi một khúc đi, vì mình mới chạy à. Chơi luôn. Chuẩn bị, xuất phát. Đuổi kịp bạn rồi Đốm ơi. Mình không muốn thua đâu. May mà có bà. Thấy chưa, chơi thể thao mà không mang đồ bảo hiểm, chút xíu nữa là dập mặt rồi. Lại còn sử dụng đồ của người khác mà không hỏi ý kiến nữa, rồi chưa biết cách sử dụng nữa kìa. Sao? Dạ, chờ rồi. Nóng quá. Trời gì mà nóng quá. Nóng như vậy, cây cỏ héo hết, mốt lấy gì mà ăn đây. Mà làm như có ai giấu mưa này hay sao á. Mấy tháng rồi không có thấy một giọt mưa luôn. Chính xác. À! Hả, chú nói chính xác là sao? Bộ có người giấu mưa đi được hả? Đúng rồi, ta nghe nói có một bà phù thủy đã giấu tất cả mưa vào trong cái hộp, nên dạo này không còn giọt mưa nào nữa rồi. Hư cấu, làm sao có chị giấu hết mưa vào trong cái hộp được. Mấy chú em không tin thì thôi. Bây giờ ta đi tới hang ổ của một phù thủy đây. Muốn đi thì đi cùng. Giờ sao, có đi theo không? Thấy hư cấu à. Thôi kệ, đi thử cho biết. Đi thử cho biết. Nếu thấy gì nguy hiểm thì mình chạy về. Lựa chọn sáng suốt đó. Ngồi lên đi, ta chở đi cho nè. Vậy là đúng rồi, đúng là bà phù thủy nhốt hết mây vào trong cái hộp làm khô hạn rồi. Bây giờ mấy đứa bất ngờ ra giật cái hộp đi, ta sẽ hỗ trợ. Trả lại cho ta. Bố chụp lấy. Đã chụp
được rồi, ngươi đừng có hòng. Mưa bây giờ là của ta. Từ bây giờ ai muốn có mưa thì phải trả tiền cho ta. Mau trả lại đây. Mưa là của mọi người chứ không có riêng ai hết. Không có mưa là đất đai khô cằn, sẽ có chết hết. Chỉ có những người ích kỷ mới giấu cho riêng mình thôi. Hóa ra bao lâu nay mình đã ích kỷ như vậy sao? Của ta. Cho đáng đời. Đẹp quá. Ta lấy hết mưa cũng chỉ muốn tạo cầu vồng, làm hoài mà không được. Cuối cùng nó lại xuất hiện ở đây. Vì những thứ đẹp nhất chỉ xuất hiện khi ta chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. To ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ê, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Đi. Như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy cái trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím, anh là Đốm. Anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai. Mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ trên đó. Tạm biệt. Nãy giờ mình thấy bạn ăn uống liên tục luôn đó bụng bự. Bộ bạn không sợ béo phì hả? Không có sợ, mình chỉ sợ bị lùn thôi. Ủa, sao vậy? Bạn không nhớ hả? Mình đỡ được rồi. Nhớ chưa? Tại bạn chọn vị trí không đúng thôi. Phải không? Bạn nhớ ngày hôm qua không? Nhớ chưa? Là tại mình lùn quá. Mình muốn ăn nhiều cho cao hơn. Mình muốn cao bằng mấy bạn á. Nhưng mà bạn ăn như vậy chỉ mập lên thôi, chứ có cao lên đâu. Vậy bạn có cách nào không? Giúp mình đi Đốm. Có cách rồi.
Ở ngoài chợ đen có bán thuốc siêu tăng trưởng cho cây đó. Đổ một cái là lớn liền à. Không biết đổ lên người có siêu tăng trưởng luôn không? Ê ê ê, được á, thử đi. Ê, có được không đó? Mình thấy lùn cũng có nhiều cái lợi mà. Ví dụ như... Sẵn sàng chứ bụng bự? Sẵn sàng rồi, đổ đi đó. Sao rồi, có gì khác không? Ủa, chưa thấy cái gì hết. Chờ hết nguyên chai luôn xem. Hình như trời ơi, lớn quá, khổng lồ luôn rồi. Bự lên rồi, cuối cùng cao hơn đớp rồi. Bự, lớn quá rồi đó. Đừng có di chuyển nữa, bể nhà hết. Hả? Bạn nói cái gì? Mình không có nghe được. Chết rồi, bự quá rồi. Bự như vậy thì ăn bao nhiêu mới đủ no đây? Thôi, đi về phòng thí nghiệm của ba mình thu nhỏ lại đây. Cái kiểu gì mà âm âm vậy? Người gì mà to như con voi á? Bự quá cũng không được. Tính ra nhỏ cũng có lợi chứ bộ. Quan trọng là cái nào phù hợp thôi. Bây giờ mình nhỏ, nhưng mà sẽ tập thể thao để có đúng chiều cao mà mình muốn. Đúng rồi. Ta là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào. Chào anh xoài. Chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người? Ôi, cây kèm còn má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là chiêu để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha. Sao mà gió mạnh quá vậy? Đâu có từng tức báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Sao ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bạn thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất. Chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cứu hai cha con ngươi trước đó. À, bác Đơm, hay quá ạ. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, thần gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó. Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái cối sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha.
ơi, chuẩn bị về thôi con, sắp tối rồi. Dạ, con biết rồi. Nhìn cái vỏ ốc luôn. Bài gì đâu khó quá chừng, nhức đầu quá à. Hay quá, có tiếng đại dương nè. Hả? Xin chào. Ốc nói chuyện hả? Cậu bé, biết chưa, chuyện gì trên đời này ta cũng đều biết. Ồ, hay quá. Vậy ông có biết làm toán không? Chuyện nhỏ, ta là vỏ ốc thần kỳ mà. 9 x 18 bằng mấy gì vậy? 27. Cả lớp chú ý, bạn nào giải được câu này nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho một bịch kẹo sô-cô-la. 5 + 2 + 2 + 7 - 9 là bằng mấy? 5 + 2 là 7, rồi cộng 2 nữa. Ai, trời ơi, nhức đầu quá à. Bài gì mà khó quá vậy trời. Nhỏ ơi, nhỏ. Sao khó quá à. Dạo cô là bằng 7. Đúng rồi, đốm giỏi lắm. Đốm hôm nay giỏi ghê vậy đó. Có bí quyết gì tính nhanh vậy? Chỉ mình với. May mắn thôi. Phải không? Hồi nãy mình thấy bạn chui đầu xuống gầm bàn làm gì? Khả nghi lắm nha. Làm gì có cái gì? Hả? Ồ, coi cái gì nè. Vậy mà chói hả? Giờ mình phải làm sao bây giờ? Đánh hắn đi. Hả? Đánh à. Bạn dám đánh mình hả? Dạ. Mình không có ý mà. Cái thằng nhóc này, thích thì sai, không thích thì quán nghĩ đó hả? Hả? Thì ra có con ốc trốn trong đây, suối bậy mình. Đáng rồi, mỗi người khác nói gì, đưa cũng tin thì sao? Mình xin lỗi bụng bự. Chỉ tại mình nghe lời con ốc này suối bậy mà mình lỡ đánh bạn rồi. Bạn có sao không vậy? Hồi nãy mình cũng đỡ được nên cũng không đau lắm đâu. Mà lần sau đừng có bao giờ nghe lời người khác suối dại nữa nha. Phải tỉnh táo chứ. Còn bây giờ nghĩ xem nên làm gì với con ốc suối bậy này đây. Chiên hay là dầm nước mắm? Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, con biết đường tắt nè. Cảm ơn con, con lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải.
biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah! Không biết bay đến tận cùng bầu trời là gì ta? Mình nghe cô giáo bảo là cuối trời là đường chân trời mà. Ờ, mình nghe mẹ mình nói á, chính là thiên đường. À, chắc ở đó vui lắm ha, thiên đường mà. Ôi, ở thiên đường mới tuyết trời làm sao? Vậy, chúng ta đi đến thiên đường đi. Ý, cho mình đi theo nữa, cho mình đi theo nữa. Tụi mình đi đến thiên đường đi. Các bạn về nhà sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu lưu. 10 phút nữa có mặt tại đây nha. Yeah, đọc đi. La 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 la. Đúng, con làm gì đó? Con đi đâu mà vội vàng vậy Đốm? Dạ, con đi đến thiên đường, có gì con nói mẹ sau. Ôi, cảnh mới đẹp làm sao. Ra khỏi nhà là nhất rồi. Đây chỉ là mấy cảnh vật ven đường thôi, ở thiên đường còn tuyệt vời hơn rất nhiều. À, đã quá à, mình lên đó luôn ha Đốm. Gần đến thiên đường chưa vậy? Mình mệt quá à. Mình đi không nổi nữa. Chắc gần tối rồi đó. Ở phía trước thôi. Các bạn cố gắng lên. Các bạn ơi, mình khát quá à. Tụi mình hết sạch nước rồi. Mình không đi nữa đâu, mình chết mất. Đi chưa đến thiên đường mà các bạn đã cho mình thấy địa ngục rồi. Mình không có, có thích cà rốt. Có ăn là sướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ai biểu các bạn toàn mang theo đồ chơi. Bây giờ mình chỉ ước là được nằm trên giường rồi ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất. Ừ, ở nhà là sướng nhất. Đi tìm thiên đường chi cho xa xôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Con nhớ nhà quá mẹ. Đúng là nhà khoa học số 1 luôn á. Cho hỏi, đây có ai là nhà khoa học chuyên nghiên cứu đủ thứ trên đời không? Chính là tôi đây. Mời vào nhà chơi. Chuyện là thế này, tôi vốn cũng là loài chim, nhưng tôi đã tập bay đủ kiểu mà chẳng thế nào bay được. Tôi cũng là chim mà, tôi muốn được bay một lần thôi, anh giúp tôi được chứ. Chim cánh cụt vốn tiến hóa đã thích nghi với môi trường giá rét rồi, đôi cánh còn chút xíu, sao mà bay được? Nha, anh là nhà khoa học đại tài mà. Ha, có cách rồi. Chúng ta không bay lên được là vì có trọng lực của trái đất giữ chúng ta lại. Hai vật có khối lượng thì luôn hút nhau, mà trái đất thì nặng hơn chúng ta rất là nhiều lần, nên chúng ta mới bị trái đất hút lại đó. Ví dụ, ta có một tấm màn đang căng, ta quăng lên đó một trái dừa, tấm màn chìm xuống,
rồi ta tiếp tục quăng lên đó một món đồ chơi nữa, món đồ chơi sẽ bị hút về chỗ trái dừa. Vậy nếu chúng ta có thể giảm được hút đó đi thì... Thì... chúng ta sẽ bay lên. Chính xác. Đeo cái này vô, rồi dặn van trọng lực xuống. Ồ, mình bay được rồi nè. Vui quá à. Hả? Mình cũng bay được rồi nè. Cuối cùng cũng bay được một lần trong đời. Mà bay còn chậm quá. Chắc là giảm thêm tí xíu nữa đi. Đi, đừng, đừng. Trời đất ơi. Ai cứu tôi đi. Chỉ tại cái tật hấp tấp mà giờ bay ra tiếp ngoài vũ trụ luôn rồi. Lần sau cho dù có phấn khích tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhớ suy nghĩ trước khi làm nghe chưa. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, la 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 la. Đó, cô chạy đi đâu đó? Mẹ ơi, dép con đâu rồi? Con tìm nãy giờ không thấy. Hôm qua con để ở đâu thì hôm nay nó vẫn ở chỗ đó thôi. Con tự đi tìm đi. Con nhớ là con quăng ngoài cửa thì phải. À, tụi mày đây rồi. Vậy mà không lên tiếng, để ta nãy giờ kiếm muốn chết luôn. Leo 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 leo, chúng tôi không phục vụ bạn đâu. À, giỏi cho đôi dép. Hôm nay muốn chống lại chủ nhân, biết tay ta. Leo 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 leo. Dép ngon nha, dám phá ta, đợi đó. Ta sẽ bắt được các ngươi bằng bộ cần câu xiến thế kỷ này. Yeah. Giờ thì biết nè con. Làm sao cắn đứt được? Sợi dây này là bằng chất liệu xuyên thế kỷ mà. Đốm! Đốm ơi! Đốm! Đốm, mẹ tưởng con đi học từ nãy giờ rồi. Ai dè, con còn chưa đi mà mãi chơi ở đây. Cô giáo gọi cho mẹ, bắt con phải chép phạt 100 lần bài học hôm nay nè. Dạ, tại con mắc mấy chiếc dép này. Mà cũng tại con không ăn nắp mẹ ơi. Giờ thì tiêu rồi. Cho đáng đời, cậu bé không ăn nắp. Lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loại hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê á. Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á, toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cái lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi. Lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Hey.
Ai, mấy cái bông hoa xến xúa đó mà cũng thích cho được nữa, thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí, vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi. Bạn đừng có buồn, chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Cảm ơn Xương Rồng nhiều nha. Mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Xương Rồng, mình đã nói bạn mà. Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mỗi người đều có giá trị riêng, đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Sắp tới giờ rồi, không biết đốm đi đâu mà giờ này chưa tới nữa. Chắc lại là ngủ nướng nữa chứ gì. Đốm này chùm ngủ nướng của lớp mà. Xin chào. Ghê thiệt đó nha. Đó là đôi giày biết bay hả đốm? Chính xác, một sản phẩm mới của ba mình. Không ở đâu có đâu. Đốm sướng ghê nha, lúc nào cũng được thử công nghệ hiện đại hết. Có gì đâu, nếu tao thích thì mình cho tao mượn nè. Thích chứ, thích chứ. Mà sử dụng thế nào hả đốm? Bạn chỉ cần dậm hai chân xuống đất là giày sẽ tự động bay lên. Bạn sản xuất thêm cho mình một đôi nữa được không? Chưa được đâu, đôi này còn phải sửa lỗi nhiều lắm. Nhưng vì mình ngoan, nên ba mình mới cho dùng thử hôm nay thôi đó. Hả? Được xài có sáng nay thôi hả? Vậy cho mình mượn xài cái đi. Không được, sắp giờ học rồi. Bạn mà còn thử nữa là tụi mình trả học đó. Đốm keo kiệt quá à. Có một chiếc thì không bay được đâu. Cũng bay được rồi nè. Chết rồi, phải giúp bụng bự thôi. Nhưng trường sắp đóng cổng rồi, nếu mà đi giúp bụng bự thì trễ giờ đó. Không được, bạn bè quan trọng hơn. Ừ, vậy mình đi giúp bụng bự đi. Chóng mặt quá à, chóng xuống đi mà. Mình quăng cái gì còn lại lên cho bạn, ráng chụp nha. Quay vòng vòng như vậy làm sao mà chụp được. Cố lên bụng bự, mình tin bạn làm được. Cố lên. Hoàng ơi, chụp được rồi. Chết rồi, trễ học rồi. Dạ thưa thầy, tụi con tới trễ. Dạ, con xin lỗi thầy. Thầy đã biết hết rồi. Tuy rằng đốm có khoe khoang, bụng bự có bộp chộp, tay to thì không chịu ngăn hai bạn, nhưng hành động vì bạn bè lúc hoạn nạn của các em rất đáng khen.
hứa là lần sau không có như vậy nữa thì thầy sẽ mở cửa cho vô trường. Dạ, tụi con xin hứa. Thôi, mày đưa vô đi. Sao ba không có ở đây ta? Cái gì? Như vậy sẽ không còn ăn Tết. Không, không, không. Mình phải cứu ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà đớm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là đớm muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không có khách sáo đâu. Bụng bộ chỉ biết ăn mà thôi. Chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải. Mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi rồi nha. Ba mình nói, một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi. Không còn bốn mùa nữa, mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết? Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa. Bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả đớm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài. Do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tại tao thông minh đó. Anh ơi, anh ơi, trời, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Quan trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các con đang làm cái gì vậy hả? Hả? Ba, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi, đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi. Đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường. Trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi. Chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái thùi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy đó hả? Chịu thua đi, lần này ngươi không thắng được ta đâu. Mơ tiếp đi. Kết quả lần này là ta sẽ thắng. Cảnh báo, cảnh báo, phi thuyền hỏng nặng, phải đáp gấp, phi thuyền hỏng nặng, phải đáp gấp. Ê, ba ơi, có hai cục lửa đang tiến tới chỗ mình kìa. Ý trời ơi, đứng đi con, còn đứng đó nữa. Ôi cha, xem chút nữa là tiêu tùng rồi. Tại ngươi đó. Xem lại mình đi, tại ngươi thì có. Có chuyện gì vậy hai cậu trẻ? Chào anh trai, xin giới thiệu, tôi là tay đua phi thuyền số 1 vũ trụ. Vào đây là người muốn làm địch thủ của tôi. Anh thông cảm đi, tên này da đập đầu quá mạnh nên đầu có vấn đề rồi. Tôi mới là tay đua số 1 vũ trụ. Thôi, tôi hiểu rồi. Hai cậu đang cạnh tranh vị trí số 1 chứ gì. Vậy thì phi thuyền vũ trụ vẫn cần phải sửa chữa để đua tiếp chứ. Đúng rồi đó anh trai, sửa nhanh để đua nữa chứ. Trên hành tinh này có chỗ nào sửa không anh? Kéo về xưởng của tôi đi, tôi cũng rành mấy cái máy móc này lắm ha. Ba ơi, có cơm rồi. Để ba làm cho xong, sáng mai hai người đó còn đua nữa con. Vậy để con phụ ba nha. Tranh thủ phá phi thuyền của tên kia một tí, để hắn khỏi làm phách nữa. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi sửa chữa. Khi đạt giải nhất, chắc chắn tôi sẽ chia giải thưởng với anh. Anh khỏi chờ cái tên này nha.
Vì giải thưởng quán quân là của tôi chắc rồi. Bây giờ tụi tôi đi nha. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là hôm qua mình phá cái mỗi phi thuyền của hắn thôi mà. À, thì ra tối qua ngươi cũng mò qua phá phi thuyền của ta hả? Cả hai cậu tối hôm qua hai phiên nhau phá hỏng phi thuyền của người kia đúng không? Rồi bây giờ còn đổ thừa cho nhau nữa hả? Ganh đua là cơ sở để tiến bộ, nhưng phải ganh đua lành mạnh. Chứ nếu không thì cả hai đều dậm chân tại chỗ vì những cái trò xấu của mình. Có khi bây giờ đã có người khác về đích trước rồi. Hai cái phi thuyền này tự sửa đi, tôi không sửa nữa đâu. Mai mốt cạnh tranh trên đường đua thôi ha. Ê, 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 nhìn kìa, ông mặt trăng cũng ngủ gục giống mình trong lớp nữa kìa đó. Mắc cười ghê. Thì buổi tối ai cũng buồn ngủ chứ bộ. Hơn nữa, ông mặt trăng làm việc quanh năm thì mệt cũng là bình thường thôi. Mà ông mặt trời á, mình thấy còn chiếu sáng cho muôn loài nè, mang sự sống tới cho mọi vật được. Chứ ông mặt trăng thì có làm gì buổi tối đâu, toàn ngủ khò khò không à. Được rồi, từ ngày mai ta nghỉ đi du lịch luôn cho biết. Chết rồi, mình nói vậy ông mặt trăng cũng nghe được hả? Chả biết được, mà chắc không sao đâu. Mặt trời quan trọng hơn, chứ mặt trăng thì có cũng được, không có cũng được mà. À, ông trăng đi thiệt rồi kìa. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Tin mới nhận, thủy triều bỗng nhiên dâng cao vào giữa trưa. Nhiều du khách tắm biển không đề phòng đã bị cuốn vào dòng nước. Trời ơi, tình hình tệ quá. Có cách nào khắc phục không hả ba nó? Thủy triều lên xuống là nhờ có lực hút của mặt trăng. Bây giờ mặt trăng biến mất tiêu thì thiên tài khoa học cũng bó tay thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thấy chưa, mình đã nói mà. Ai biểu mấy bạn chọc ông trăng làm gì? Thì mình đâu có ngờ là ông trăng lại quan trọng như vậy đâu. Thôi, đừng cãi nữa. Tụi mình làm sai nên bây giờ mới đi sửa sai nè. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi xin lỗi ông trăng, chứ không phải cãi lộn đâu. À, Đớp nói có lý á. Đớp, có chân kìa. Xong rồi, không kịp né rồi, thì thật đau quá. Thấy đứa có sao không? Ồ, một chiêu đánh tan thiên thạch của ông mặt trăng đây sao? Ngầu ghê. Cũng bình thường thôi, cao thủ ẩn mình mà. Ông mặt trăng ơi, tụi con xin lỗi vì đã nói về ông không tốt. Tụi con không ngờ ông là quan trọng đến cuộc sống như vậy. Ta biết trách nhiệm của mình mà. Mặt trăng rất quan trọng đối với trái đất. Nếu không còn mặt trăng nữa thì trái đất sẽ mất ổn định. Hàng loạt núi lửa sẽ hoạt động và động đất thường xuyên xảy ra. Trời, nguy hiểm quá. Chưa hết đâu. Mất đi mặt trăng thì trục trái đất sẽ bị đảo lộn. Mỗi ngày trên trái đất chỉ còn 6-8 tiếng mà thôi. Các mùa xuân, hạ, thu, đông cũng biến mất luôn. Hả? Nhưng mấy cháu đừng có lo, vì ta sẽ không bỏ rơi trái đất đâu. Còn bây giờ thì cùng về nha. Mẹ mẹ, đứng lại đó, đứng lại đó. Hả? Chuyện gì vậy? Có một con quái thú đang bám vào người mẹ, để con bắt nó. Lại chơi game nữa hả? Đớp, đứng lại đó. Đớp. Mẹ mình cấm mình chơi game này rồi. Cấm thôi hả? Mẹ mình còn lấy chỗ lông gà rượt mình kìa. Ê Đớp, hay là chúng ta nâng cấp game này lên đi. Nâng cấp sao hả? Chúng ta đem bọn quái thú này ra ngoài luôn. Khi đó thì chúng ta sẽ săn đã hơn nhiều. Đem quái thú ra ngoài? Đúng vậy. Bắt người nè. Lại nhả. Chết nè. Ta phải cứu một người. Cái gì vậy đây bông bự?
quái thú này thiệt là lợi hại. Trốn đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Con tìm cái gì vậy đó? Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Xem ngươi trốn đi đâu. Trời đất ơi, nó dám kêu ba bằng ngươi luôn. Hãy xem cái thông kỳ của ta, thu phục ngươi đây. Trời, nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đứng lại. Bắt lại, đứng lại coi. Hai thằng nhóc này bị sao mà cứ như là ma nhập vậy hả anh? Hai đứa này thiệt là quá lắm rồi. Là sao hả anh? Hai đứa nó chế tạo ra cái kính ảo giác để mang quái thú trong game ra ngoài, nên nó nhìn thấy chúng ta đều bị ảo giác là quái thú mà nó cần săn đó. Ba ơi, bắt quái thú phụ con ba ơi. Mẹ ơi, con đói bụng quá à. Làm sao cứu tụi nó bây giờ hả anh? Đúng là game săn thú, thật là đáng sợ. Xém chút nữa là mình đánh trúng ba mình rồi. Mình cũng vậy, mình thề là mình sẽ bỏ game này luôn. Hai đứa mê game bỏ học, giờ lo tập thể dục cho khỏe tinh thần, xong rồi chép bài và học bài thêm đi. Dạ. Bỏ game, bỏ game, bỏ game. Xì hơi gì chứ, cái này gọi là đánh rắm. Ai thả bom kỳ vậy ta? Bụng bự, có chuyện gì mà nhìn mày buồn vậy? Bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ. Thiệt ra thì hồi nãy ở lớp học á, mình là người thả bom á. Là sao? Tại mấy hôm nay mình ăn nhiều khoai lang quá, thả bom liên tục mà. Cách vài phút là... Tay to, chạy! Thả bom nữa kìa. Sao nói bạn bè là phải chia sẻ với nhau mà, sao bỏ chạy hết trơn vậy? Xin lỗi bạn, chuyện này không thể chia sẻ được. Mình nghĩ phải đi khám bác sĩ thôi, chuyện này phức tạp. Chạy thôi kìa, bụi bự tiếp tục thả bom. Không mới đi học về. Hôm nay ở trường có chuyện gì mà vui lắm hay sao mà con cứ cười hoài vậy đốm? Dạ, hôm nay vui lắm ba. Bụng bự liên tục thả bom rồi các bạn ai cũng bỏ chạy. Cái gì? Ai thả bom? Có ai bị gì không con? Dạ không, ba mẹ được hoảng hốt. Không phải bom thiệt mà là bom nguyên tử. Hả? Bom thối đó, là đánh rắm, xì hơi á. Vậy mà làm mẹ hết hồn à. Chuyện vậy mà con vui lắm hả? Vậy vui chứ. Vừa bụng bự không chỉ thả một lần mà liên tục luôn. Đánh rắm là tốt con à. Chứng tỏ là hệ tiêu hóa của bạn con rất là tốt. Nó thực chất là hoạt động sinh lý tự nhiên của con người để đẩy những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài, nhằm giải thoát cho cơ thể khỏi một số chứng bệnh liên quan. Vậy hả mẹ? Vậy mà con chứ là to, còn kêu bạn ấy đi khám bác sĩ á. Chuyện này không có đáng lo con à. Ai cũng nhiều lần đánh rắm mà. Chào các bạn. Thôi, mọi người thôi đi chỗ bác, không có cái gì thôi nữa đó. Thôi chạy đi. Sao các bạn? Tại các bạn sợ bụng bự thả bom thối đó. Chính là hai bạn đi nói cho các bạn biết á hả? Mình đã tin tưởng hai bạn mới chia sẻ bí mật mà hai bạn lại. Hôm qua mình mới được nghe ba mẹ giải thích đó. Đánh rắm là sinh lý bình thường thôi. Tụi mình là bụng bự bị tổn thương rồi. Mình làm sai rồi đó ơi. Giữ bí mật cho người khác là một việc rất quan trọng. Dạ, thưa mẹ con đi học mới về. Nhưng mà sao nhìn con không khỏe vậy?
con thấy khó chịu trong người quá. Hình như là con bị bệnh thì phải à. Hồi nãy con đi ngang bãi rác, hít phải mùi hôi rồi bị nhức đầu, khó chịu quá à. Được thôi. Bây giờ ba sẽ phân tích xem bãi rác có cái gì trong đó là gây bệnh cho mọi người nghe. Ý, thấy ghê quá à. Thì ra con vi khuẩn này đã thả ra chất độc gây bệnh cho mọi người. Vậy làm sao bây giờ hả bác? Bây giờ thì chúng ta phải tiêu diệt con vi khuẩn này thôi. Bằng cách nào hả ba? Bây giờ ba sẽ dùng một loại thuốc để tiêu diệt nó. À, ba ơi, sao nó lớn nhanh quá vậy? Tôi chết rồi, tốc độ lớn của nó kinh khủng quá. Ôi, đáng sợ quá. Ai mới đòi tiêu diệt ta vậy hả? Con vi khuẩn gớm ghiếc kìa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Các ngươi có bản lĩnh sao? Làm sao bây giờ ba? Ba nghĩ cách đi. Lọ thuốc của bác đâu rồi bác? Thuốc này chỉ có công hiệu với loại vi khuẩn nhỏ thôi. Còn cái con khổng lồ này thì không xi nhê gì đâu tụi con. Các ngươi chờ chết đi. Không còn cách nào hả ba? Thuốc này không đủ giết nó đâu. Trừ khi... Trừ khi thế nào ba? Trừ khi đổ trực tiếp vào miệng của nó. Đổ vào miệng? Thôi thua rồi. Không lẽ kêu nó hả miệng ra cho mình đổ thuốc độc vô? Con này có cách. Cách gì vậy Đốm? Sao không? Ngươi định chiến đấu với ta sao? Tất nhiên là không rồi. Làm sao ta đấu lại ngươi? Chỉ có điều ta thấy ngươi rất xấu. Hả? Ngươi dám nói vậy sao? Nhưng lúc nãy ngươi cười rất hay và oai. Trước khi ta chết, ngươi có thể cho ta nghe giọng cười của ngươi không? Được thôi. Ngươi, ngươi cho ta nói cái gì? Đau quá. Rất hay quá à. Xong, từ nay chúng ta hết sợ bệnh rồi. Không đâu con, xả rác khắp nơi thì vi khuẩn sẽ tiếp tục sinh sôi. Vì rác thải là môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn sống và gây bệnh mà. Vậy phải làm sao hả bác? Thì chúng ta không được xả rác bừa bãi, phải bỏ vào thùng rác để cho người ta thu gom về rồi xử lý thì mới không bị vi khuẩn gây bệnh tấn công được. Tụi con nhớ rồi ạ. Tụi con sẽ nói với mấy bạn trong lớp cũng không được vứt rác lung tung nữa. Tụi con ngoan lắm. Thôi, mình về tụi con. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ, tắt rồi, mở lại mất công á. Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện, thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài. Hay mùa khô hạn, chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi, con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự gì tay to nha mẹ. Con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện kìa các bạn. Có gì lạ đâu, ngày nào mà ổng thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm. Do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Được kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta.
Alo? À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện. Cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy, nên đã tắt nguồn. Nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Bạn làm gì vậy tay to? Uống nai cũng không, ngon lắm đó. Dừng lại, tay to đừng có uống cái đó. Mấy cái nai cũng đó uống dở ò mà. Cái gì? Nai cụng là số 1 mà bạn dám nói dở hả? Chứ sao nữa? Hù hút mới là số 1. Ôi ôi, mấy cái hù hút toàn quá chất độc hại không à. Chứ cái nai cụng có gì trong đó mà không độc hại? Xời, có ghi trên lon nè. Nhỏ quá không đọc được. Nhưng mà nói chung thành phần nó gồm các chất có lợi không hả? Thôi đi, không đọc được á thì làm sao biết có lợi chứ. Vậy còn cái hu hút của bạn thì sao? Bạn có đọc được gì trên nó không? Hay là cũng nói đại thôi? Carbon Iraq gì đó. Đọc được nhưng mà không có hiểu. Nhưng mà mình nhớ may mắn là cái chất này có tốt cho sức khỏe lắm á. Xời, vậy cũng nói nay cũng vừa bổ vừa ngon, mình cũng có thể uống cả ngày luôn. Yeah. Vậy sao mình không mở một cuộc thi uống nước ngọt đi? Thi uống nước ngọt. Yeah. 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 Dạ, cuộc thi uống nước ngọt xin chính thức được phép bắt đầu. Yeah. Trời ơi, chóng mặt quá. Xỉu. Trời ơi, đau bụng quá, đau bụng. Uống nước ngọt cho lắm rồi bây giờ đau bụng ha. Lại còn uống ba cái nước tầm bậy ngoài đường nữa. Sau này cái nào mẹ cho mới uống nha chưa? Dạ, nhưng bây giờ mẹ cứu con đi mà. Đau quá. Phải vượt qua, phải vượt qua. Mình qua rồi, mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hạnh vì vì con quá. Con lắm nem hết rồi kìa. Vào tắm đi con. Mệt quá. Mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự. Sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy
chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Vui quá không ạ. Thiệt đã, thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao? Không phải bạn múa hay, mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bọn mình không tắm hay sao á. Dơ hộ nhà chuột này luôn nha. Dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở dơ, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết giờ? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Hôm nay Đốm muốn ăn gì nè? Mẹ nấu. Hay hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi mẹ. Con muốn ăn hải sản. Ăn hải sản nhiều sẽ đau bụng đó. Không, con muốn ăn hải sản thôi à. Không có hả? Con nhịn đói luôn á. Thôi được rồi, ba sẽ dẫn con đi ăn. Chiều con lần này, nhưng con nhớ là phải ăn ít thôi nha. Vậy con muốn ăn sushi. Được đó, sushi được đó con. Cho ba phần sushi. Wow, tự động đem ra luôn kìa. Mời ba mẹ ăn sushi. Hả? Vô gì vậy? Mệt rồi nha. Từ từ thôi con. Ngon quá ba. Ba gọi tiếp đi. Tôm hùm nha ba. Cho tôi 3 phần tôm hùm. Tên nào đòi ăn ta? Có ngon thì nhào vô. Hả? Ba mẹ để con. Con ăn quá nhiều hải sản sẽ không tiêu đâu đó. Thôi, chúng ta về thôi. Ôi da, đau bụng quá. Đau quá. Con sao vậy Đốm? Con làm sao vậy hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe. Tối mà ăn hải sản còn ăn no cành hông nữa. Sao mà không đau bụng cho được chứ? Con xin lỗi mẹ. Mẹ cứu con đây, con đau bụng quá à. Ui da, đau bụng quá. Thôi em cứu con đi. Còn anh nữa, không quên con mà còn bên con. Con thấy chưa, vì con mà ba bị mẹ la kia kìa. Mai mốt mẹ nói thì con phải biết nghe lời, nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi cứu. Nóng quá. Nóng quá.
mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bà mì nhũ rồi hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đi. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó Đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi. Bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi. Tại Đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá Đốm ơi. Mình cũng vậy, đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê, con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm. Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu, tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi, rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 50 triệu người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ. Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà Đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. 2 ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác màu vàng cũng la cho coi.
Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết vậy? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cà cao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè, còn đem gieo hạt cà cao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi, tụi con xin lỗi bác Bơ Vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được nghe chưa? Đớm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đớm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha, khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đớm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi quá trời ổi chín luôn, ngon quá là ngon luôn. Ơi hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả ba đứa, lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà. Mình bụng bự cũng lo ăn không à. Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1 2 3. Nè ba đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha, phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái, lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dữ vậy? Lần này không phạt nặng tụi con, tụi con sẽ không chừa mà. Thành thật xin lỗi anh, anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho ba biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết kìa đâu ăn trầm ổi làm gì, giờ không được ăn là cắn chắc rồi. Mà vui, không vui thế nào á. Hai bạn cao, còn mình thấp, chơi cái này không công bằng gì chân á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu.
Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ ngoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai, con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu điều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Dĩ nhiên là cà rem cao hơn rồi. Đúng đúng là tham ăn hả? Vậy tại tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bụng bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ. Đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bàn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đốm này dám quăng rác vào nhà mình. Đúng là tên đốm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa, sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, 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 bắt bỏ tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tòa bụng bự dễ thương. Có phải thấy không bị cáo đốm? Ờ, thầy... Rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đó mà. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tòa? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch. Cớ sao lại mang lại nhà người ta, rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tòa gì tầm bậy quá vậy hả? Sao? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè. Cả ba bạn hay quá. Ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa.
Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con ăn nữa. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất đi chú. Trước đi. Con đi. Thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. À, con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn hóa chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Wow, chiếc bình đẹp quá vậy bác. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè. Chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đây thì vừa thôi. Coi chừng tham quá là mất phải là quyền thì tiêu luôn á. Hen. Thôi đem vừa thôi. Xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da. Mới nói thôi mà. Wow, đúng là xứ sở thần tiên có khác. Đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó. Tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á.
mình để dành. Vậy vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có việc gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn á. Hình như là tao tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá. Mình đau quá. Đã nói mà không nghe. Ai bảo mày tham lam quá làm gì? Mình chỉ muốn... Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Nãy giờ ta to diễn xong lại lấy hộp bắp thôi à. Ủa đang coi siêu nhân mà. Bắt máy chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc của mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, đến xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye Đốm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye Đốm nha. Mình muốn trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi. Sao mình không có đẹp gì hết vậy? Mẹ ơi, con không chịu đâu. Gì thế hả con trai? Sao chưa đi? Sao mẹ không đeo vàng cho con? Không đeo mấy bạn không có le mắt. Thôi được rồi, đợi mẹ. Rồi, đẹp rồi. Ra đường thì phải đẹp như vậy, người ta mới thấy con trai của mẹ oai chứ. Ê, Đốm, cảnh ở đây đẹp hú hồn luôn. Đốm chụp hình cho mình đi. Được rồi, bụng bự đứng chỗ này cho đẹp đi. Mình chụp cho. Ừ. Chụp nha. 2, 3. Đâu, đâu, cho mình xem coi đẹp cỡ nào. Đẹp hết hồn luôn vậy đó. Ủa, sao, sao giống bò vàng vậy? Trời, bạn nhìn mình thành bò vàng luôn hả? Không phải, hình như là trong hang bò vàng đang bị chói. Đâu, đưa cho mình xem. Đúng rồi, đúng là bò vàng đã bị bắt rồi.
Vậy làm sao bây giờ? Để mình gọi về cho ba mình. Alo, ba hả? Ừ, ba đây. Sao, hai đứa đi thám hiểm được cái gì rồi? Ba ơi, con phát hiện hình như là bò vàng bị gã sao bắt hay gì đó. Làm sao con biết được? Con chụp hình với bụng bự thì vô tình thấy trong hình. Con gửi cho ba xem. Dạ, để con gửi. Hình nhỏ quá, ba không nhìn thấy rõ. Con cố gắng chụp gần hơn nữa coi. Nhưng mà coi chừng bọn xấu phát hiện nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Mình lấy gần hơn một chút nữa để chụp cho rõ đi. Chà, bụng bự làm gì vậy? Thì chụp hình mình tạo dáng thôi mà. Mình muốn chụp hình trong hang để xem cho rõ có phải bò vàng không thôi. Bạn chen vào làm che hết hình rồi đó. Ai biết đâu. Mình chụp lại, không nhảy vào nữa nha. Đúng là bò vàng bị bắt thật rồi. Vậy làm sao hả ba? Hai đứa hãy bình tĩnh, đừng để cho bọn chúng phát hiện. Ba và bác bò vàng sẽ tới ngay. Mẹ ơi, con sợ quá à. Con chuột thúi kia, sao ngươi lại bắt cóc con nít hả? Hai anh thông cảm cho, em đang khó khăn. Thấy nó đeo vàng nhiều, định bắt cóc lấy vàng của nó. Bắt cóc lấy vàng của bò vàng à? Với lại ai cần mua con nít về nuôi hay là bán làm gì đó thì em cũng bán luôn. Em thấy chưa, đeo vàng cho con nhiều vô rất nguy hiểm. Bò vàng cũng vậy, không đòi mẹ đeo vàng cho hay đem tài sản quý giá bên cạnh khi đi có một mình, nghe chưa? Dạ, con sợ lắm rồi. Nhưng sao anh Đốm lại đem mấy chụp hình và điện thoại hả bác? À, anh Đốm và Bụng Bự đi có sự theo dõi từ xa của bác. Nếu không làm sao mà cứu con được. Dạ, vậy con hứa sau này con sẽ không đeo vàng hay là đem đồ quý giá khi đi chỉ có một mình. Cảm ơn anh và các cháu rất nhiều. Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiển của ba, sao mà không còn lá nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Hả, ba ơi, sao con sâu này ngộ quá vậy? Y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây rồi còn sống bên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa. Ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à. Ta ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết làm sao. Chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ạ? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này Đốm làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm à? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt để ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la.
Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Ơi, sao mà việc nhiều như vậy? Chỉ còn 20 phút nữa thôi là khách đến rồi. Làm sao bây giờ? Thằng bụng bự nó đi đâu mà nãy giờ không thấy về giúp mình vậy ta? Buồn ngủ quá đi. Hôm nay sao mà thầy dạy chán quá không biết nữa. Bụng bự, con mau lên cất cặp sách rồi xuống đây giúp mẹ. Hôm nay bác Đốm và bác Bò Vàng sang chơi nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn. Con nhanh lên rồi xuống đây phụ mẹ nha. Nhưng con đâu có biết làm gì đâu. Nấu ăn là công việc của mẹ mà. Việc của bụng bự là đi học mà mẹ. Chỉ phụ mẹ những công việc lặt vặt thôi. Con buồn ngủ rồi. Mẹ làm đi nha. Cái thằng này chỉ ham ăn ham ngủ. Các bạn ơi, ngày mai cô giáo chúng ta sẽ mở một đại tiệc cho lớp. Cô bảo á, mỗi bạn sẽ phải nấu một món ăn. Ai nấu giỏi nhất á, thì sẽ được phong là đầu bếp số 1 của lớp luôn. Vậy thì mình sẽ trổ tài nấu món trứng chiên siêu ngon của mình cho các bạn thưởng thức đây. Ủa, Đốm, bạn cũng biết nấu ăn nữa hả? Không có. Mình chỉ nhờ mẹ mình dạy cho mình nấu thôi. Vậy mà mình tưởng bạn biết nấu ăn. Nhờ mẹ chỉ ai làm cho được. Vậy thì bạn có biết nấu không? Nhưng không được nhờ mẹ bạn giúp nha. Được chứ sao không được. Mẹ mình nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn mình phải có gen di truyền. Ngày mai mình sẽ làm một cái bánh hamburger khổng lồ cho bạn coi. Vậy mình sẽ nấu món chè siêu ngọt. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện thôi. Mình sẽ cho Đốm thấy mình nấu ăn ngon như thế nào. Không ai có thể chiến thắng được bụng bự. Mệt quá đi. Sao nhiều đồ vậy ta? Còn mình làm sao đây ta? Giờ mình làm gì trước ta? À, mình sẽ xẻ bánh hamburger ra trước. Sau đó mình sẽ chiên trứng. Đúng rồi. Các người lại. Liêu. Mệt quá. Sao lại khó thế này? Tưởng dễ làm, ai ngờ sao mà vất vả thế chứ. Ui, bà ấy về rồi. Con sao vậy bụng bự? Mẹ ơi, con định làm cái bánh hamburger siêu bự đem dự tiệc mà sao khó quá mẹ ơi. Mẹ giúp con đi nha. Sao được, con nói việc ai nấy làm mà. Sao mẹ giúp con được? Con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ giúp con đi, từ nay về sau con sẽ phụ mẹ về nhà. Chúng ta là một gia đình, phải yêu thương, giúp đỡ nhau. Không có công việc nào là của riêng ai hết con à. Bụng bự xin lỗi mẹ. Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nha mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, Đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng Đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không?
hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á Tai To. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá à. Đốm, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó. Mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Con xin phép ba đốm như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu ba của đốm nghiên cứu cái gì hay hay rồi sao. Ê, ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi thôi thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, trúng mình rồi. Chết rồi, tại bạn đó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Ê, 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 mình đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không? Bây giờ mình bay được rồi. Không cần cánh, cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn? Bắn cái coi. Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh đi cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á. Bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh đi cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh đi cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với Tay To. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về, hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay giờ sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhịn đó cũng được. Sẵn sàng đánh bại anh em nhà chuột chuỗi chứ bụng bự. Sẵn sàng. Anh em bên kia chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng. Để coi bên nào mạnh hơn bên nào. Hai đội sẵn sàng chưa? Khi cát trong đồng hồ cát này rơi xuống hết, đội nào kéo đối phương về sân của mình là đội đã thắng. Sẵn sàng. 2, 1, bắt đầu. Tính chơi bất ngờ hả? Đâu có dễ. 1, 2, 3. Yeah.
mệt quá. Vì thời gian đã hết mà chưa phân thắng bại nên chúng ta sẽ đấu hiệp 2. Mấy bạn muốn bây giờ kéo luôn hay là để ngày mai? Ngày mai đi, bây giờ kéo sao nổi. Thôi để sáng mai đi, ngay tại chỗ này luôn nha. Bây giờ tạm coi như là quà. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chính xác, ngày mai nhớ đi đúng giờ nha. Khuya rồi, đi ngủ đi Đốm. Con coi xíu nữa được không mẹ? Chết rồi, quên. Ngủ trễ quá ta, đồ ăn sáng trên bàn kìa Đốm, lại ăn đi. Hôm nay con có hẹn kéo co rồi mẹ, đồ ăn sáng ngon thiệt, nhưng chắc là phải cất lại đồ ăn sáng thôi. Chờ xíu nữa thôi, chắc Đốm sắp tới rồi đó. Mình tới rồi nè, bắt đầu thôi. Bắt đầu. Ta không thua đâu, cố lên đó. Thắng rồi, thắng rồi. Chiến thắng quá đơn giản. Sao vậy Đốm? Sao hôm nay yếu xìu vậy? Chắc tại hôm qua mình thức khuya, sáng nay không ăn sáng nên không có sức làm gì hết. Bạn giỡn với mình á hả? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất, vì nguyên một đêm không có cái gì bỏ vô bụng hết. Chưa kể thức khuya dậy sớm nữa, sức đâu mà kéo co. Thôi mà, mình biết lỗi rồi. Lần sau mình hứa sẽ mời bạn đi ăn sáng trước khi đi kéo co nha. Mời phần ăn sáng siêu bự cho bụng bự và tay to mới được đó nha Đốm. Hư cấu, làm sao có thể làm được bong bóng xà phòng khổng lồ chứ? Bong bóng mà bự quá là nổ cái bụp liền. Vậy mà mình có mới hay. Mấy bạn có muốn làm thử không? Sao? Bạn mà làm được, mình sẽ cho bạn ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà mình luôn. Ba mình là nhà khoa học, nếu có ở đây làm được thì người đó phải là mình, chứ không phải là bụng bự. Để xem, đừng khi dễ mình. Đầu tiên mình sẽ bỏ nước rửa chén lại đặt vào. Tất nhiên rồi, bong bóng xà phòng thì phải có xà phòng chứ. Cái này là bột bắp. Cái này lạ nè. Chưa hết đâu, phải còn một chút xíu bột nỏ nữa. Xong rồi đó, bây giờ chỉ khuấy đều lên là có thể sử dụng. Đúng rồi, khuấy đều tay lên là có thể sử dụng. Xuyên, đều hay không đều thì cũng không có hình bong bóng khổng lồ được đâu. Bạn đang sợ bụng bự ăn hết cái tủ lạnh nên mới nói vậy chứ gì. Còn khuya, bụng bự mà làm được hả? Mà bong bóng phải thiệt bự mới tính nha. Chứ bự chút xíu vậy không tính đâu á. Vậy chứ bự cỡ nào mới tính? Ít nhất thì phải bự cỡ bằng người mình mới tính. Ê, chứ kỳ vậy. Bay lên thiệt rồi kìa. Cứu mình dây, cứu mình dây. Vậy bây giờ bạn đã tin chưa? Thực ra thì mấy cái bong bóng này cũng vừa vừa thôi, chứ sao tính là khổng lồ được. Sao tự nhiên cái bong bóng này bay cao quá vậy? Cho mình xuống đi. Ủa, bong bóng đâu có bự đâu, bạn tự ra được mà. Thôi, mình tin rồi, mình tin rồi, cho mình ra đi. Mình dắt bạn đeo mấy chân đứng bộ. Ok, bây giờ tụi mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi mình đi ăn bánh tráng nướng ha. Yeah. Bụng bự mà ăn thì mình hết tiền bỏ ốm heo năm nay luôn á. Ai biểu khi dễ bụng bự làm chi, ráng chịu. Lỗi tại mình, tại mình nghĩ mình giỏi, coi thường bụng bự. Sau này mình sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu. Bạn bè mình ai cũng giỏi hết, đúng không? Chứ sao nữa. Ha 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 ha
Trời ơi, nóng quá. Thôi, mình nhớ rồi. Hôm qua mẹ mình có làm kem trong tủ lạnh. Hả? Đâu đâu? Nè, kem chuối nè. Kem này ngán quá à. Còn kem gì khác không? Bó tay rồi. Nhà mình chỉ có kem này thôi. À, mình biết có một chỗ tự làm kem á. Ê, đi liền đi Đốm. Trời nóng mà được ăn kem là số 1 luôn á. Tên tên tên. Sữa tươi, sữa bột, sữa đặc có đường. Đường nữa nè, nguyên liệu đã đầy đủ. Bây giờ mình làm gì nữa Đốm? Bỏ hết các nguyên liệu vào nồi, trộn đều. Xong. Bây giờ mình sẽ nấu sôi rồi giảm lửa cho tới khi chừng nào đặt lại. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mùi vị của mình thích vào. Mình thích mùi xoài nên mình sẽ cho hương xoài vào. Bỏ mùi gì vô cũng được hả Đốm? À, chắc là mùi gì cũng được á. Yeah, vậy là mình sẽ bỏ mấy cái mùi yêu thích của mình vô. Hay là tụi mình thi xem ai làm cà lem có mùi ngon hơn đi. Đồng ý, kem ai ngon nhất sẽ không phải rửa chén. Ý kiến hay đó Tato. Hẹn nhau một tiếng nữa nha. Muốn được công nhận là cà lem ngon nhất thì ngoài ngon ra nó còn phải lạ nữa. Mà mùi xoài thì quá quen rồi nên chắc mình phải làm mùi mới thôi. Bây giờ phải làm kem táo hay kem mít đây? Hay là làm cả hai luôn? Bây giờ hai bạn mới xong hả? Mình xong từ nãy tới giờ rồi. Tránh ra, nước sôi, nước sôi. Cái lộn, cà kem sôi đây. Một lát nữa thôi, các bạn sẽ được ăn cây kem ngon nhất thế giới luôn. Xong rồi. Xin giới thiệu với các bạn, cà lem trộn ba mùi, xoài, táo và mít. Cũng thường thôi. Cà lem cà chua, vừa ngon vừa đẹp da. Ai mà thèm ăn cà lem cà chua chứ. Xin giới thiệu với các bạn kem bảy màu: sầu riêng, hột é, nhãn nhục, sô-cô-la, sữa hột gà, thì là bánh đa. Wow, đúng là cây kem số 1. Ui da, đau bụng quá. Ủa, hai bạn cũng ở đây hả? Chắc tại ăn mấy cây kem hồi chiều á. Mấy đứa thấy chưa, thực phẩm ở ngoài rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng không hợp vệ sinh, cho nên ăn vào mới rất dễ đau bụng đó. Chưa kể là mấy đứa còn trộn tùm lum vô nữa. Dạ, tụi con biết rồi, sau này không dám ăn bậy bạ nữa. Thưa mẹ, con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi nào hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, Bụng Bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Trò gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. Ừ, đi thì đi. Bụng Bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận, không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi, mình không đi đâu, đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì, bạn nó phải thỏ đế mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không, xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ con đi học về.
Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm, con bước tới đây. Con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ. Con đừng có mà xin lỗi. Mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi, ba cứu con. Ba ơi, cứu con, đau quá. Xong chưa con trai? Con ăn dạ xong chưa? Đốm như vậy là không ngoan chút nào rồi. Con làm cho mẹ buồn rồi đó. Con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng. Nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Đốm lỡ ba mẹ mà. Đốm hứa từ nay sau không đi học về trễ nữa đâu. Thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đốm à, mẹ Đốm cũng tha lỗi cho Đốm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự mẹ sẽ tha. Nhưng mà còn tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Thank you.